Messi, sau khi giành quả bóng vàng FIFA của tạp chí France Football tại nhà hát Chatlit, Paris, Pháp, vào sáng ngày 31 tháng 10, đã chia sẻ cảm xúc và biểu dương: "Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả mọi người, đặc biệt là các đồng đội của tôi. Cảm ơn tất cả những người đã bình chọn cho tôi. Đây là lần thứ 8 trong sự nghiệp của Messi giành danh hiệu quả bóng vàng." Anh nói thêm, danh hiệu quả bóng vàng này thật sự là một món quà tuyệt vời cho toàn bộ người dân Argentina. Tôi không thể quên Haaland hay Mbappé, những người đã có một mùa giải xuất sắc, và tôi tin rằng họ sẽ giành giải này trong tương lai. Tôi đã may mắn được tham gia cuộc đua quả bóng vàng trong nhiều năm và tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới những người đã cổ vũ và ủng hộ đội tuyển Argentina trong hành trình đến ngôi vô địch thế giới. Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình tôi, vợ con của tôi. Họ luôn bên cạnh tôi trong những thời điểm khó khăn nhất và đã giúp tôi biến giấc mơ bóng đá thành hiện thực. Nếu không có họ, điều đó sẽ không thể trở thành sự thật. Lionel Messi, với danh hiệu quả bóng vàng FIFA lần thứ 8 vào ngày hôm nay, đã đi vào lịch sử. Trước đó, anh đã được vinh danh vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 và 2021. Trong một thời khắc đáng nhớ trong sự nghiệp, Messi đã kỷ niệm cố huyền thoại của bóng đá Argentina, Diego Maradona. Tôi muốn nhắc đến Maradona một lần nữa và chúc mừng sinh nhật ông. Tôi không nghĩ có nơi nào khác tốt hơn để làm điều này ngoài sự hiện diện của nhiều ngôi sao và quả bóng vàng. Danh hiệu này cũng thuộc về ông và toàn bộ người dân Argentina. Messi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đội tuyển Argentina, nói: "Tất cả các giải thưởng đều đặc biệt, nhưng tôi luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của đội tuyển Argentina. Hãy nhìn vào Manchester City, họ đã là đội mạnh nhất và đạt được mọi thứ ở mùa giải năm ngoái.